cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mòn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn anh chị em rất thân mến, trong ngày lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu hôm nay, lời Chúa mời gọi chúng ta dừng lại trên lời chúc tụng của Chúa rằng: Hỡi những ai vất vả gánh nặng, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Kính thưa cộng đoàn anh chị em, Chúa thương hết mọi người, hết mọi thành phần, cũng như trong một gia đình chúng ta quý trọng, yêu mến hết mọi thành phần. Nhưng có hai thành phần chúng ta được quan tâm, ưu ái cách đặc biệt hơn. Đó là thành phần những trẻ em, nhất là những trẻ em sơ sinh. Vì không được quan tâm, không được chăm sóc, các em không thể tự lớn lên. Thành phần thứ hai cũng quan trọng mà hôm nay và chúng ta cố ý để dành mỗi chiều Chủ nhật để quan tâm, để phụng dưỡng, để kính mến, yêu mến, đó là thành phần của cha mẹ, ông bà cao niên, lớn tuổi của chúng ta. Cái riêng những người vừa cao niên, vừa lớn tuổi, vừa ốm đau, vừa bệnh tật, vừa bị nhiều cái gánh nặng tâm hồn, tinh thần và thể xác. Cho nên hôm nay cộng đoàn chúng ta sẽ dừng lại một vài phút để suy gẫm và cầu nguyện xin Chúa cất bớt những gánh nặng vất vả cuộc đời của mỗi người chúng ta. Từ khi sinh ra đã oe oe khóc lên, như thế là khởi sự một cuộc đời gánh nặng vất vả. Và rồi khi kết thúc, mọi người cũng thương tiếc chúng ta, vì chúng ta được vinh dự, được may mắn kết thúc một cuộc đời đầy gánh nặng vất vả. Nói về gánh nặng và vất vả, không ai trong chúng ta mà không có gánh nặng vất vả. Mặc dầu nhiều người trong chúng ta còn rất trẻ, nhưng vì thánh lễ chiều Chủ nhật này chúng ta dành riêng như một sự yêu thương, quan tâm, phụng dưỡng bằng lời cầu nguyện, bằng thánh lễ dành riêng cho các đấng bậc tuổi tác, những thầy cô, những cha mẹ, những ông bà, những người đi trước chúng ta. Xã hội Việt Nam chúng ta gọi
những người 60 tuổi gọi là cao niên, là người lớn tuổi. Và gần đây người ta khẳng định những người già từ 70 tuổi trở nên gọi là những người già. Chắc chắn chúng ta không đủ thời gian đi sâu hết vào mọi cái khía cạnh. Chúng ta chỉ dừng lại một cái góc cạnh, một cái khía cạnh của cái vất vả gánh nặng tuổi già, mà sớm muộn chúng ta ai ai cũng phải nhắm tới. Hôm nay tôi mới nhận một cái tin buồn, có một học trò chưa tới 60 tuổi ở bên Úc qua đời vì bị tim mạch. Và mấy ngày trước tôi cũng nhận một cái tin buồn, một cái cháu còn trẻ tuổi mới 20 mấy tuổi cũng đột quỵ, cũng tim mạch và qua đời. Hôm nay mừng lễ Thánh Tâm Chúa, chúng ta không dừng lại trên cái khía cạnh trái tim. Và mọi người chúng ta đều hiểu và biết được cái cơn bệnh đau tim và bệnh tim nó nguy hiểm như thế nào. Tôi có đọc một vài con số nói về bệnh tim. Cứ 2 giây thì có một người chết bệnh tim. Vừa qua có 1-2 giây đã mấy người chết bệnh tim. Và coi như là 1 giờ thì có 63.600 người chết vì bệnh tim. Cứ 5 giây có một người trên thế giới bị nhồi máu cơ tim. Và 6 giây, cứ 6 giây có một người đột quỵ. Và mỗi năm có 17 triệu người rưỡi chết vì đau tim. Và tới năm nay là năm 2020, con số đó người ta nghĩ sẽ tăng lên tới 25 triệu người chết. Trong số 10 mấy triệu người chết, như trong 10 triệu người chết vì đột quỵ, thì nếu cứu chữa được thì cũng có 5 triệu người là bị tai biến và bị khuyết tật. Một con số có thể cho chúng ta thấy, nghĩ về vật chất chúng ta đều sợ hãi, đều lo lắng. Nhất là những người bị bệnh nan y đó mà nghèo, túng thiếu, để thay một cái van tim có tới mấy chục triệu, mấy trăm triệu, và cũng không bảo đảm được kéo dài bao nhiêu. Và những người ốm đau như thế thì lo lắng sợ hãi biết chừng nào. Một cái gánh nặng vất vả thực tế khác là mỗi ngày tại Việt Nam có 300 người chết vì ung thư. Mỗi ngày có 300 người chết vì ung thư. Chúng ta có thể không tin được. Đây là thông tin trên Việt Nam Express News. Và một năm thì có 300.000 người chiến đấu với cái bệnh ung thư. Và mỗi năm có 165.000 người mắc mới bị bệnh ung thư, và chết có 115.000 người chết. Đó cũng là một cái con số để gọi là vất vả gánh nặng, nhất là những ai đang ốm đau và mang cái gánh nặng ung thư. Chúng ta đang vui vẻ khỏe mạnh, chỉ cần nghe cái tin mình hay bố mẹ mình bị ung thư, tất cả nó thay đổi hết. Không còn phấn khởi, không còn nhiệt huyết gì nữa. Vậy khi nói tới cái gánh nặng vất vả của những người cao niên lớn tuổi, chúng ta thấy rất gần gũi thực tế với chúng ta. Và một mặt chúng ta thể hiện và làm tông đồ mục vụ để nâng đỡ, để cầu nguyện cho cái thành phần mà dễ bị lãng quên, bị bỏ rơi, và nhiều người rơi vào trong tuyệt vọng. Cái riêng trên thế giới có những cái nhà để nuôi người cao niên lớn tuổi, có bác sĩ chăm sóc đầy đủ, nhưng mà cha mẹ và bà con ruột thịt thì cách ly hay xa lánh. Và có nhiều người chết chóc không phải vì bệnh tật,
mà vì cái buồn phiền, cái khổ sở mà hôm nay Chúa gọi là vất vả, gánh nặng. Và hôm nay Chúa mời chúng ta, hỡi những ai vất vả gánh nặng, hãy đến với tôi xin nâng đỡ bổ sức cho. Vì ách của tôi thì êm ái, gánh của tôi thì nhẹ nhàng. Và Chúa Giêsu cầu nguyện: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin Người khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Nhiều người, nhất là những ai không có lòng tin, họ bị đặt trước những cái gánh nặng, nhất là mường tượng ra cái đau đớn, cái giây phút cuối cùng hấp hối và cái chết chóc. Họ đổ mồ hôi hột ra, đổ mồ hôi như đổ mồ hôi máu vậy. Họ lo lắng, sợ hãi. Nhưng riêng đối với người Công giáo chúng ta, do đã được chuẩn bị, đã thường xuyên khi nghĩ và đặc biệt là chiếu rọi con người cuộc đời của mình trên tin mừng. Và hôm nay Chúa nói, không phải những nhà giàu có thông thái họ được biết đâu. Ngược lại, Chúa lại mặc khải cho chúng ta là những người tin bé nhỏ hèn mọn mới hiểu thấu được cái chân giá trị này. Vậy, cái vất vả, cái gánh nặng ngày hôm nay chúng ta có thể xếp ra hai loại. Loại thứ nhất là loại gánh nặng tự nhiên, công ăn việc làm, sức khỏe, mà luật tự nhiên chúng ta đã thấy không trừ ai. Về cái gánh nặng tự nhiên này, em bé mới sinh ra cũng cảm thấy gánh nặng, tuổi trẻ lớn lên ai ai cũng thấy gánh nặng. Và nếu có ai giả thiết cho tôi quay trở lại để làm tuổi thơ được sinh ra và sống trở lại lần thứ hai, tôi sợ hãi, tôi khiếp, bởi vì không nghĩ rằng mình có thể thành công, bảo đảm mình có thể gánh vác các cái gánh nặng và cho tới ngày hôm nay đạt được như thế này. Chắc chắn nhiều người cũng rất là lo lắng, sợ hãi, nhất là những gánh nặng thử thách học hành, rồi cuộc sống, rồi xã hội, rồi bon chen, rồi đấu tranh, rồi phấn đấu với bản thân mình, rồi sức khỏe, và cho tới ngày hôm nay như cộng đoàn ngồi đây. Chắc chắn nhiều người sẽ sợ hãi, nếu bảo cho tôi sống lại một lần nữa, tôi có can đảm, có mạnh mẽ để gánh vác, bởi vì mình đã trải nghiệm cái gánh nặng của cái tuổi thời gian của mình. Dầu sao, cái gánh nặng vật chất này nó cũng giả thiết cho chúng ta nhiều người đã qua được và qua rồi. Tới phiên mình cũng không thể thoát ra khỏi cái quy luật tự nhiên, cho nên mình cũng phải sẵn sàng vui vẻ đón nhận. Đó là luật tự nhiên. Riêng Chúa Giêsu hôm nay, và khi nói tới thánh tâm yêu thương của Ngài, thì Ngài có giúp đỡ cho chúng ta, có mặc khải cho chúng ta cái giá trị gì tốt hơn, cao hơn hay không? Khi Ngài nói, hỡi những ai vất vả gánh nặng như vậy, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Chúng ta vừa nói tới cái gánh nặng tự nhiên, mà chúng ta thấy vừa thoáng qua, những người đau khổ trong nhà thương, bệnh tật, bệnh viện, cái gánh nặng đó thật là sợ hãi, khủng khiếp. Nhưng có một cái gánh nặng vô hình, cái gánh nặng tinh thần, cái gánh nặng thiêng liêng mà ai ai cũng đều trải nghiệm lại. Và càng lớn tuổi, càng lớn lên thì những cái gánh nặng của cuộc sống vật chất, tinh thần, luân lý, đạo đức của mình từ bé, và nhất là những cái gì sâu nặng, thì nó không gột rũa, không quên đi được, mà nó là hiển hiện một cách rõ ràng. Và cái gánh nặng, cái vất vả này mới là đáng sợ. Đó là gánh nặng lương tâm, gánh nặng luân lý, gánh nặng về tội lỗi, mà chúng ta không quên được, không xua đuổi nó đi đâu được, và cũng không ai giúp để cất cái gánh nặng này đi cho chúng ta. Còn cái gánh nặng vật chất, ốm đau bệnh tật, có thể thuốc men, có thể tiền bạc, có thể ăn uống, có thể chăm sóc, và có thể nguôi ngoai. Và ngày hôm nay bác sĩ, thầy thuốc, khoa học còn có những liều thuốc chích cho mình chết sớm, chích cho mình cái chết êm dịu,
và người ta tìm hết mọi cách để quên đi cái vất vả gánh nặng của linh hồn, của luân lý, của đạo đức. Và cái thực tế rằng nhiều người cố gắng tìm quên cái quá khứ của mình, nhất là quên những cái điều xấu xa, tội lỗi, sự dữ, sự ác, thì không cách nào mà quên được. Cả những người tự tử, nguyên nhân, một trong những nguyên nhân họ quá khổ sở, buồn chán, họ muốn chết để quên cái tội lỗi, cái tội ác của mình đi. Và điều kỳ lạ về cơ thể vật chất, càng lớn tuổi càng cao niên thì tuổi tác càng bào mòn cái trí nhớ, mình không còn nhớ và quên hết mọi sự, nhất là đồ đạc vật dụng, ngay cả quên tên, quên người, quên cả con cái cháu cháu, quên vợ, quên chồng, quên hết một cách dễ dàng. Nhưng ngược lại, về linh hồn, về tinh thần, về mắt đức tin của mình, chẳng những không quên mà gài nó sáng ra, tức là mình nhớ lại hết, mặc dù cố quên mà không quên được, đó là nhớ lại các cái tội lỗi của mình. Và khi nhớ lại như vậy thì lương tâm mình cắn rứt, bối rối vì không quên được, vì sự thật là như thế. Đặc biệt ngày hôm nay chúng ta thấy khoa học và các cái tòa án, như trong thời gian gần đây người ta nói nhiều về cái oan ức của các cái vụ tòa án kết án sai, và có người oan ức nhảy lầu tự tử bởi vì mình bị kết oan sai, oan ức quá không chịu được. Và có người cũng bị kết án sai 5, 10 năm, 20 năm, cuối cùng thì may nhờ cái người kia họ tự thú cho nên được minh oan, nhưng mà đã bị oan ức tới mấy chục năm. Và có một số cái tội lỗi người ta cố tình đào sâu chôn chặt, không ai thấy, không ai biết, nhưng mà càng lớn lên và càng cận kề với cái kết thúc cuộc đời mình thì Chúa cho sáng ra, mọi người đều thấy rõ. Và khi chết xong chưa phải là hết, chết xong còn cái chân lý, cái sự thật của đời mình trắng đen, công trạng như thế nào, nó rõ ra ban ngày. Và Thiên Chúa không cần tổ chức những tòa án vất vả mất công mấy mười năm mà không xử được một cái vụ giết người, và còn có nguy cơ xử sai. Đối với Thiên Chúa không cần, Chúa cho sáng tỏ ra hết mọi sự, không giấu giếm, không che đậy gì được. Và đây chính là cái gánh nặng lương tâm đem lại cái sợ hãi chết chóc, đổ mồ hôi máu cho những người chết mà không cách nào, chưa có ai giúp để xí xóa cái quá khứ lương tâm của mình. Điều này chúng ta đọc được ở nơi nhiều người, nhất là họ không có đức tin, và trong đời sống của họ, họ nghĩ tưởng, họ tự làm, tự quên, và họ tự bào chữa, họ che đậy và coi như cái chết là hết. Thì Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta và giáo lý dạy cho chúng ta không hết, chưa hết, mà còn có cái sự công thẳng của Thiên Chúa, cái tình thương của Thiên Chúa nâng đỡ cho chúng ta. Vì thế hôm nay Chúa mới mời gọi chúng ta: hỡi những ai vất vả gánh nặng, cái riêng những người tuổi tác, những người cao niên, lớn tuổi như bố mẹ, ông bà của chúng ta, những người vừa cao niên, vừa lớn tuổi, vừa ốm đau, vừa bệnh tật, chúng ta thấy buồn, thấy chán bởi vì mình bất lực và con cái bỏ rơi mình, nhưng có một cái buồn khổ sở thấu tim can, đó là nhớ lại quá khứ tội lỗi của mình. Vậy trên thế gian này có bác sĩ, có thầy thuốc, có tổ chức, có cơ quan nào xí xóa và làm cho cái gánh nặng lương tâm của chúng ta được nguôi ngoai, được xí xóa, và cách riêng cái tội ác, cái sự dữ, cái hậu quả gây nên bởi tội lỗi của chúng ta, chúng ta không có ai và có cách nào để đền bù cho nó xứng những cái tội gớm ghê như là giết người, giết con cái của chúng ta,
và cái mạng sống của bao nhiêu người bị chết oan vì chúng ta. Công lý công bằng đòi hỏi ai phải trả và đền bù cái tội, cái hậu quả gây cho chết người oan ức đó. Nếu có một người nào, có một cái bác sĩ, có một cái phòng bệnh nào mà có thể chữa lành cho chúng ta, cất đi được cái gánh nặng đó thì chúng ta mừng biết bao nhiêu. Nhưng trên thế giới chưa có một cá nhân nào, chưa có một cơ quan nào, chưa có một tổ chức nào có cái thẩm quyền để xí xóa, để tha thứ và để đền bù tất cả mọi sự xấu xa đó cho chúng ta. Chỉ riêng có Đức Giêsu mà hôm nay Ngài đã khẳng định: hỡi những ai vất vả gánh nặng cuộc đời mình, lương tâm mình, tội lỗi mình như thế, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Đây là chân lý, đây là sự thật. Không phải người giàu sang khôn ngoan trên thế giới hiểu biết được, mà chỉ những ai hèn mọn khiêm tốn Chúa mới cho hiểu biết được. Đây chính là tin vui, tin mừng cho chúng ta. Vì thế kính thưa cộng đoàn anh chị em, sớm muộn mọi người chúng ta dù hiện nay đang rất trẻ nhưng mà vẫn có cái gánh nặng lương tâm. Nhiều người trẻ ngày hôm nay dấn thân vào nhiều tội ác, tội giết người và bao nhiêu cái tội gọi là hàm oan, vu oan, bất công, oan ức trong xã hội. Chúng ta không kêu gào ở đâu có công lý bên vực cho chúng ta được. Rồi còn nhiều gánh nặng hiểu lầm đau khổ. Mỗi người chúng ta ai ai cũng có những gánh nặng, những hiểu lầm, những đau khổ. Và rõ ràng chúng ta cứ mang mãi cái gánh nặng đó trên mình. Người ta hỏi nếu cầm một cục đá nhỏ có mấy trăm gram này thì nó nặng bao nhiêu? Người ta trả lời: cái này còn tùy. Cái cục đá, cái viên đá chỉ có 100-200 gram. Nhưng mà nếu tôi mang nó, tôi cầm nó một lúc, một giờ đồng hồ thì nó sẽ nặng khác. Nếu tôi giữ nó, mang nó trong người tôi suốt cả năm, cả tháng, nó sẽ nặng khác. Và nếu tôi mang nó ngày đêm, năm này qua năm khác, thì nó vô cùng nặng nề. Câu chuyện cho chúng ta hiểu, ai trong chúng ta cũng có nhiều gánh nặng. Nếu cứ ôm cái gánh nặng mãi trong mình, mặc dầu nó nhẹ, ôm một lúc, gỡ bỏ nó đi, ôm lại còn được. Nhưng nếu cứ ôm mãi một cái cục đá trong tay, nắm mãi, thì chắc chắn nó sẽ vô cùng nặng nề. Vậy ai trong chúng ta có khả năng có thể giúp đỡ, không chỉ là giúp chúng ta gánh cái gánh nặng, mà còn chút lấy đi cái gánh nặng để trả lại cái nhẹ nhàng cho chúng ta. Trên thế gian này chúng ta cứ hỏi xem có cơ quan nào, có ai tài năng, có tổ chức, có tôn giáo nào, như thế nào, có ai giúp chúng ta làm công việc này. Thì hôm nay người Công giáo chúng ta hân hoan vui mừng tri ân cảm tạ Chúa đã cho chúng ta một cái chân lý, một cái sự thật chúng ta gọi là tình yêu. Trái tim biểu tượng của tình yêu, nhưng mà cao cả đỉnh cao là tình yêu. Thánh Gioan nói tình yêu là Thiên Chúa, Thiên Chúa là tình yêu. Chưa ai trong chúng ta thấy Thiên Chúa nhưng cảm nhận, sờ mó và đụng chạm đến Thiên Chúa qua các cái kỷ vật, qua các cái quà tặng của Ngài, qua sự yêu thương của Ngài. Ngoài những đồ đạc vật dụng chúng ta có hàng ngày, đây là quà tặng, là dấu chỉ quà tặng của tình yêu của đại ân nhân dấu mặt là tình Thiên Chúa, tình yêu. Chúng ta còn có một cái cảm nghiệm nữa, cách riêng người Công giáo chúng ta, mỗi khi chúng ta phạm tội, làm điều xấu, điều ác, chúng ta cảm thấy lương tâm nặng nề, không ai cất khỏi cái gánh nặng lương tâm này cho chúng ta. Nhưng khi chúng ta sám hối, chúng ta thành khẩn xin lỗi Chúa và quyết tâm dốc lòng chừa, thì Chúa Giêsu bảo lãnh cho chúng ta. Ngài từ trời xuống thế, chết trên thập giá,
để đền tội, để tha tội, để xóa tội. Và hôm nay Ngài gánh cái gánh nặng tội lỗi thay cho chúng ta. Vậy với tâm tình này, đây là xác tín, cũng là cái lòng tri ân của người Công giáo chúng ta. Kính thưa cộng đoàn anh chị em, cái riêng những người cao niên, lớn tuổi, đáng tuổi, cha mẹ, ông bà của chúng ta, những người đang ốm đau, bại não, bại liệt, nằm một chỗ đột quỵ vì con cháu bỏ rơi, những người mang trong mình những cái bệnh nặng nề như là ung thư, như là phong cùi và nhiều cái chứng bệnh nan y khác mà không có hy vọng là được cứu sống, và ngược lại từng ngày từng giờ đang tiến gần với cái chết, cái kết thúc của đời mình. Rồi những người khuyết tật, mù què, câm điếc, cả đời không bao giờ nhìn thấy được ánh sáng, chưa bao giờ nghe được một tiếng thỏ thẻ của bố mẹ mình, và cả đời cụt tay cụt chân nằm bất động một chỗ như thế. Hôm nay chúng ta hãy vui mừng hân hoan và đặt một niềm tin tuyệt đối vào lòng thương xót của Chúa. Và cách riêng cái gánh nặng lương tâm tội lỗi, chúng ta hãy chạy tới với Chúa theo lời mời trìu mến của Chúa: hỡi những ai vất vả gánh nặng, hãy đến với tôi, hãy chạy tới với tôi sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Và Chúa Giêsu đã đem cả mạng sống mình để xí xóa, để bổ sức cho chúng ta. Vậy cùng với thánh lễ hôm nay, chúng ta xin gom góp tất cả mọi đau khổ của mọi người trên thế giới, mọi vất vả gánh nặng của bao nhiêu người trên thế giới. Và hiện nay trước mắt có tên trên 8 triệu người đang bị dương tính COVID-19, và trên 500.000 người đang chết trong 2 tháng qua. Đó cũng là những vất vả gánh nặng, không phải chỉ bản thân gia đình mà cả xã hội. Chúng ta gom góp hết và xin dâng lên Chúa, hợp với lễ tế của Chúa Giêsu. Xin Chúa Giêsu thánh hóa, nâng đỡ, ban muôn phúc lành lại cho nhân loại chúng con. Amen.